Trước tình hình chiến sự tại Ukraine, Đại sứ quán cũng như cộng đồng người Việt tại Ba Lan, đặc biệt là các tự viện và Phật tử, đều đồng lòng chuẩn bị nhiều phương án để trợ giúp người Việt sang lánh nạn. Chùa Thiên Phúc ở phía nam thủ đô Warsawa luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận bà con. Thậm chí các Phật tử còn không ngại ngần trưng dụng nhà riêng của mình để bà con được ở. Có lẽ những lúc như thế này, mỗi người lại càng thấm thía hai tiếng đồng bào. Sang bên này thì lúc đó thì không ai quen biết ai cả, bơ vơ, bỡ ngỡ. Và tôi đã kêu mang một số người là về nhà tôi và về chùa. Đến ngày hôm nay thì ở trong nhà của tôi là 13 người tất cả. Nhưng mà đến thời điểm này chắc là đến cái giờ này đấy là lại thêm là 13 người nữa vào đấy, vào nhà của tôi. Nhưng mà chiều nay thì là có 7 người là đã đi Đức rồi. Hồi em sang đến Uganda là cũng được 10 năm. Trong thời gian chiến tranh đó thì nó rất là nhiều. Nói chung là các cái tuyến đường xe pháo và mọi cái là không có thể vào cứu em được. Thì trong khi đó thì là các em của em cũng kêu cầu trên mạng và đã gặp với vợ chồng anh Phương. Và anh đã lúc khó khăn nhất và nhờ người có thể giúp đỡ em ra khỏi đấy. Và sang đến cửa khẩu Ba Lan thì anh chị Phương, anh Phương và vợ cho điều người đã đến chở hai cái xe taxi để đón 6 người Việt của chúng em. Trong đó là em là Đạo Thị Hương và 5 người Việt nữa về một ngôi chùa Thiên Phúc để cho chúng em được đầy đủ ấm no. Hàng chục chuyến hàng cũng đã được Phật tử chùa Thiên Phúc vận chuyển lên biên giới Ukraine, Ba Lan trong những ngày qua. Đường xá xa xôi, phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn, nhưng những trở ngại đó không còn là vấn đề. Điều thôi thúc tôi làm cái việc này là khi tôi làm công tác Phật sự ở ngôi chùa Thiên Phúc này, được Thượng tọa Thích Minh Trí bố thí cho tôi làm cái công tác Phật sự này, thì thầy luôn luôn nhắc chúng tôi là ngoài việc tu tập về Phật pháp ra thì các con phải làm sao mà những cái công việc mà có ích cho xã hội, có ích cho lợi lạc cho chúng sinh. Còn tại Hungary, một số đoàn người Việt từ Kiev, thủ đô của Ukraine, đã đến Budapest. Và chùa Đại Bi ở thành phố Simontonia, Hungary luôn trong trạng thái dự phòng đón bà con bất cứ lúc nào. Bàn hỗ trợ bà con từ Ukraine được hình thành, huy động cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hungary tích cực chung tay. Mọi người ở Ukraine sang thì hàng ngày, càng ngày thì càng ngày càng nhiều. Có những gia đình họ đi riêng lẻ, có cả có con nhỏ, có những đoàn thì đi theo đoàn. Và bà con người Việt mình ở Hungary thì tùy theo điều kiện hoàn cảnh của từng người đều ủng hộ từ chỗ ở, thức ăn, nước uống, vận chuyển, chuyên chở, xe cọ, đại sứ quán để hỗ trợ về các thủ tục giấy tờ để làm sao mà các đồng bào sang đây lánh nạn đều nhận được một sự hỗ trợ tốt nhất và để họ tiếp tục định hướng được trong những ngày tới. Hiện các cơ quan đại diện Việt Nam vẫn tích cực hỗ trợ thủ tục giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh. Phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt đón và thu xếp chỗ ăn ở tạm thời, cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.